chỉ là bác sĩ ở tuyến quận huyện thôi, cho nên tôi phải nói. Lý do là thực sự ra khi mà bên bộ môn bác sĩ gia đình á, đề nghị tôi báo cáo bài này á, thì tôi nhận lời liền. Không phải vì tôi thích nói, bởi vì soạn bài thì cũng quải lắm chứ phải không. Mà thứ hai nữa, mặc dù 23 năm trời đi dạy nhưng đứng trước mặt thính giả cũng vẫn run chứ. Nhưng mà tôi nhận lời liền, bởi vì lý do là sao? Bởi vì chúng tôi làm việc ở bệnh viện lớn á, gọi là lớn, bởi vì theo sự phân cấp đó, bệnh viện cấp 1 đi, thì chúng tôi chỉ điều trị những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khi bệnh nhân vô đợt cấp thôi. Rồi sau đó bệnh nhân về thì cái vấn đề còn lại là vấn đề của bác sĩ gia đình. Chính quý vị mới là những người chính trong điều trị cái bệnh này chứ không phải chúng tôi. Và tôi mục đích là tôi nhận lời liền, bởi vì tôi muốn trình bày cái bài này ở dưới dạng ở là của một bác sĩ gia đình. Tôi mang cái tâm trạng của một bác sĩ ở bệnh viện lớn mà đặt mình vào bác sĩ gia đình và trình bày dưới dạng bài của một bác sĩ gia đình, không làm cái gì lớn hết, không nói bệnh nhân thở máy phải ra sao, không nói bệnh nhân siêu hấp phải chữa như thế nào, mà chỉ nói chẩn đoán như thế nào cho nó đúng, đánh giá bệnh nhân thế nào cho nó toàn diện và theo dõi bệnh nhân như sao, sử dụng thuốc ra sao. Thế thôi, và chính quý vị mới là những người mà theo dõi sát bệnh nhân, và chúng ta là đồng nghiệp. Quý vị ở tuyến này thì chúng tôi ở tuyến kia. Thế thôi chứ đừng có nói là tôi chỉ là bác sĩ quận huyện, điều đó là không nên, phải không ạ? Xin lỗi nếu tôi có nói gì sai nhé. Nay tôi trình bày với lại các đồng nghiệp về cái bài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dưới cái góc độ của một bác sĩ gia đình. Thì tôi xin lỗi là tôi cũng đi về cơ bản đi từ lên, bởi vì ngay cả chúng tôi làm ở những bệnh viện tiếp cận những bệnh nhân lớn, bệnh nhân nặng đi chăng nữa, chúng tôi cũng phải dựa vào cái nền tảng là cái cơ bản. Và chính cái cơ bản này là cái quyết định mà chúng ta chẩn đoán đúng hay không, điều trị đúng hay không. Thứ nhất mà tôi nói về cái định nghĩa. Cái định nghĩa này trong cái bài này tôi đưa ra là dựa theo cái chương trình Gold, đó là cái chương trình khởi động toàn cầu trong phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được cập nhật năm 2016. Đây là cái tài liệu chính trong cái phần trình bày ngày hôm nay. Thì trước cái chương trình này nó tổng hợp lại của những cái hiệp hội, mà trong đó có hai hiệp hội lớn từ trước đến giờ, đó là hiệp hội lồng ngực của Mỹ ATS, American Thoracic Society, và hiệp hội lồng ngực của Anh, tức là British Thoracic Society. Sau này gom vào hai hiệp hội đó cùng với các chuyên gia thế giới để đưa vào lập ra cái chương trình này để toàn thế giới chúng ta sử dụng. Thì định nghĩa đầu tiên, đây là một cái bệnh có thể phòng ngừa và điều trị được. Thực sự ra tôi xin lỗi nhé, hồi tôi trình cái luận án cấp cơ sở, một ông thầy giáo sư tim mạch hỏi cái định nghĩa gì mà nó kỳ cục vậy. Thực sự đọc thì nó cũng kỳ thiệt, nhưng mà người ta thực sự ra người ta mang cái hàm ý của riêng nó. Ngay cả bản thân chúng tôi điều trị những bệnh nhân mà khi vô mà được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thường chúng tôi ngán ngẩm vô cùng, bởi vì giống như là bệnh nhân đưa vào cái ngõ cụt vậy đó, không có đường ra. Nhưng cái mục đích của chương trình không phải là đưa cho chúng tôi, mà mục đích chương trình là cho quý vị, bởi vì quý vị phát hiện bệnh nhân sớm, chẩn đoán sớm, cắt những yếu tố nguy cơ, chỉ sử dụng điều trị sớm thì ít bệnh nhân rơi vào ngõ cụt mà lên tới chúng tôi. Đó, thành thử ra chúng ta sẽ biết là tại sao chúng ta phòng ngừa, bởi vì 80-90% trường hợp bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do hút thuốc lá chẳng hạn, thì chính quý vị là người ở sát bên cạnh bệnh nhân nhất thì quý vị mới phát hiện ra được cái điều này và điều trị được. Chúng là tôi phát hiện sớm, tôi điều trị sớm thì đây là một bệnh có thể phòng ngừa điều trị được. Ý thứ hai, cái đặc trưng của bệnh đó là giới hạn lưu lượng khí kéo dài và thường tiến triển. Đây là cái đặc điểm để chúng ta chẩn đoán bệnh. Tức là chúng ta muốn chẩn đoán bệnh thì chúng ta phải chứng minh bệnh nhân này là có giới hạn lưu lượng khí kéo dài và tiến triển. Đó là cái đặc điểm ta phải chẩn đoán. Cái thứ ba, đây là cái bệnh lý viêm mãn tính và do cái đáp ứng viêm bất thường của phổi đối với những cái phần tử hay chất khí độc hại. Thì người ta đưa vô cái chỗ này thì buộc lòng trong cái phần chẩn đoán chúng ta phải có. Tức là chúng ta phải chứng minh, hay là ít nhất chúng ta phải đi tìm coi bệnh nhân này có bằng chứng là người ta đã tiếp xúc với chất độc hại. Nếu chúng ta thiếu những phần này, thường là cái chẩn đoán của chúng ta hoặc là không, hoặc là sai, hoặc là chẩn đoán quá đoạn quá lố. Và đây là một cái điểm mới đó. Cái điểm mới này thực sự nó cũng không phải là mới lắm, nó cũng có xuất hiện khoảng chừng 5-10 năm nay thôi, nhưng mà thường là lâm sàng bỏ sót. Người ta nói rằng những cái đợt kịch phát của bệnh và những cái bệnh đồng mắc làm gia tăng độ nặng của bệnh nhân. Cái điều này đưa chúng ta đến hai cái ý niệm thứ nhất là cái số đợt kịch phát này á, của từng bệnh nhân khác nhau.
và tên từng bệnh nhân khác nhau như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ nặng của từng bệnh nhân khác nhau. Vậy thì chúng ta sẽ phải dùng cái số lượng kịch phát để đánh giá độ nặng nữa, chứ không phải chúng ta chỉ dựa vào cái đặc điểm mức độ giới hạn lưu lượng khí để chẩn đoán độ nặng được. Cái thứ hai là bệnh đồng mắc làm gia tăng độ nặng của bệnh nhân. Cái điều đó nói cho nên chúng ta biết là những bệnh nhân này thường là có bệnh đồng mắt. Tí nữa phần cuối tôi sẽ trình bày lý do tại sao những bệnh nhân này có bệnh đồng mắt. Và khi mà có bệnh đồng mắt thường là gia tăng độ nặng của những bệnh nhân đó. Do đây đây là một cái yếu tố để chúng ta giúp chúng ta đánh giá toàn diện bệnh nhân. Thì đi qua một chút xíu về dịch tễ học thì đây là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, là một bệnh lý mà nó chiếm hàng đầu của tàn phế và tử vong trên toàn thế giới. Đây là một cái bệnh mà tần suất dự đoán nó còn tiếp tục gia tăng bởi vì hai lý do. Một đó là tiếp xúc với tố nguy cơ vẫn còn. Thứ hai là cái dân số tuổi già nó gia tăng, do đó tần suất bệnh nó vẫn còn gia tăng. Và những bệnh này gây ra tiêu tốn chi phí đáng kể. Cái tiêu tốn chi phí này người ta tính ở hai góc độ. Một là tiêu tốn chi phí về y tế, tức là những thuốc men, những chăm sóc của y tế. Thứ hai là tiêu tốn của những người thân để mà ta chăm sóc những bệnh nhân này. Thì trong một cái nghiên cứu được công bố năm 1997 thì được trên báo Lancet á, thì người ta nhận thấy là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính từ năm 1990 nó là nguyên nhân đứng thứ 6 trong các nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế và tử vong trên toàn thế giới. Và theo dự đoán đến năm 2020 thì đây nó sẽ trở thành nguyên nhân đứng thứ 3. Chỉ một cái sơ đồ này thì các đồng nghiệp cũng thấy rằng là cái tần suất của nó sẽ gia tăng và cái mức độ tàn phế của nó như thế nào. Vậy thì yếu tố nguy cơ người ta liệt kê ra rất là nhiều. Trong đó nói đến yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền có rất nhiều yếu tố di truyền được người ta giả đoán đó là nguyên nhân dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhưng thực sự ra đến thời điểm này người ta chỉ mới chứng minh được có một yếu tố di truyền duy nhất thôi, đó là thiếu men alpha 1 antitrypsin. Đó là yếu tố chính để mà dẫn đến cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhưng may mắn được là cái tần suất của thiếu men alpha 1 antitrypsin nó rất là thấp. Mà trong đó cái yếu tố còn lại của đó là yếu tố mắc phải. Thành thử đấy là một yếu tố mà chúng ta có thể là cho thấy là bệnh lý phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh có thể phòng ngừa được. Thì những yếu tố mắc phải đó là yếu tố gì? Đấy, yếu tố tiếp xúc. Để trong đó thuốc lá đó là nguy cơ quan trọng nhất trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Người ta thấy là khoảng 80-90% bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là có tiếp xúc với khói thuốc lá, đã từng hoặc là đang còn tiếp tục hút. Ngoài ra những một số các cái bệnh lý nó liên quan đến bụi nghề nghiệp hoặc là ô nhiễm không khí ở trong nhà, ở những cái nơi mà người ta đốt củi, người ta đun bằng củi mà trong nhà đóng kín, thì hít phải những không khí này thường là những bệnh nhân này cũng có nguy cơ bị phổi tắc nghẽn mãn tính. Hoặc là những không khí ngoài nhà, thì những sống ở những nơi gần nhà máy người ta thải ra những chất khí thải. Người ta còn nói đến cái sự tăng trưởng và phát triển của phổi ở trong bào thai, hoặc là cái vấn đề của cái nhiễm trùng hô hấp từ tuổi nhỏ. Khi mà điều trị nhiễm trùng hô hấp đó không thỏa đáng, chúng ta vừa mới nghe một cái bài về nhiễm trùng hô hấp và nói hạn chế dùng kháng sinh. Và đây ta nói là dùng kháng, nếu mà không điều trị không thỏa đáng thì lại nó có khả năng dẫn đến cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính về sau ở những tuổi già. Vấn đề chúng ta là chẩn đoán đúng, điều trị đúng, chứ không phải là vấn đề cứ bệnh nhân nhiễm trùng hô hấp là chúng ta sử dụng kháng sinh đại trà ha. Còn về vấn đề những yếu tố khác như vấn đề giới tính, vấn đề tuổi tác, tình trạng kinh tế xã hội thấp, thì những vấn đề này người ta cho là đó là yếu tố nguy cơ của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhưng thực sự ra nó có vẻ là nó có liên quan đến với cái thói quen, cái tập tục của bệnh nhân hơn. Ví dụ như giả sử như ở cái vùng Đông Nam Á, cái vùng châu Á chẳng hạn, người ta quen với cái hình ảnh của người nam cầm điếu thuốc, nó tăng cái vẻ nam tính, chứ người ta không quen với hình ảnh của người phụ nữ mà cầm cái điếu thuốc. Trong khi đó ở những nước châu Âu á, thì nam nữ bình đẳng, cho nên ăn hút được thì tôi hút được. Nếu chúng ta đi một vòng qua ở cái vùng trên Sài Gòn, những người mà Tây mà người ta đi qua đây từ du lịch ở Tây Ba Lô đó, thấy phụ nữ hút thuốc lá rất là nhiều. Và người ta nhận thấy rằng những người phụ nữ mà hút thuốc lá đó, nó có vẻ như là phổi người ta nhạy cảm để dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều hơn là nam giới. Chính vì vậy cái tần suất của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở phụ nữ ở những nước châu Âu nó cũng cao, chứ không phải là thấp như ở chúng ta. Rồi ngoài ra một số cái yếu tố như là hen và tăng phản ứng tính của phế quản hay là viêm phế quản mạn, thì cái yếu tố nguy cơ đó nói chung rất nhiều, nhưng mà thực sự nó gom lại chỉ còn cái gì, đứng đầu của nó là hút thuốc lá. Tức là giữa 80-90% trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là những bệnh nhân có từng liên quan đến hút thuốc lá. Và nếu cái chỉ số được gọi là hút thuốc lá đáng kể, đó là chỉ số 20 gói năm, tức là chúng ta lấy số gói thuốc lá hút trong một ngày nhân với số năm bệnh nhân hút, thì ra thường nếu mà 20 gói năm đó là chỉ số thuốc lá đáng kể, và những trường hợp đó là nguy cơ có thể dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
một số ít trường hợp đến ô nhiễm môi trường nghề nghiệp, nhiễm trùng hay là yếu tố di truyền gia đình mà tôi đã trình bày các anh chị. Tại sao tôi phải nhắc đến vấn đề tổn thương giải phẫu? Bởi vì hồi cách đây khoảng chừng 30 năm thì không có cái bệnh lý này, mà cái bệnh lý này người ta được trình bày, nếu các anh chị đi học thì thấy là được trình bày hai bệnh lý riêng biệt, đó là bệnh viêm phế quản mạng và bệnh khí phế thủng. Viêm phế quản mạng thì được định nghĩa là tình trạng tăng tiết dịch nhầy của niêm mạc phế quản, gây ho và các đàm liên tục hoặc tái phát từng đợt, ít nhất là 3 tháng 1 năm, ít nhất là 2 năm liên tiếp, sau khi ta loại trừ các nguyên nhân khác gây ho hoặc làm kéo dài như lao phổi, ung thư phế quản phổi, giãn phế quản, hen, trên những đối tượng nguy cơ chúng ta chẩn đoán bệnh phổi mãn tính. Thì rõ ràng với một cái định nghĩa của viêm phế quản mạng như vậy, nó mang hoàn toàn dựa vào cái tiền căn của bệnh nhân và yếu tố loại trừ những bệnh lý khác. Trong khi cái bệnh lý gọi là khí phế thủng á, được định nghĩa là tình trạng phình giãn phá hủy của thành vách của phế nang cho đến cái tiểu phế quản tận mà không có hiện tượng sơ hóa rõ ràng, thì cái định nghĩa này nó lại mang ý nghĩa định, mang hàm ý của giải phẫu bệnh lý. Nếu ta muốn chẩn đoán chúng ta phải sinh thiết phổi, cái điều đó rất là khó khăn. Trong khi đó người ta nhận thấy rằng hai cái bệnh lý này có những đặc điểm chung. Nó chung ở chỗ nào? Thứ nhất, hai đối tượng này đều có yếu tố nguy cơ lớn nhất là hút thuốc lá. Cái thứ hai là hai cái bệnh lý này đều là hai bệnh lý viêm mãn tính. Cái thứ ba, hai cái bệnh lý này đều có biểu hiện là tắc nghẽn đường dẫn khí. Nếu viêm phế quản mạng thì nó dẫn đến tắc nghẽn đường dẫn khí là dễ hiểu rồi. Thế còn khí phế thủng nó dẫn đến tắc nghẽn dẫn khí là do hiện tượng sập của đường dẫn khí nhỏ, do hiện tượng bẫy khí. Nó cũng dẫn đến tắc nghẽn dẫn khí. Và cái quan trọng là gì? Là hai cái bệnh lý này thường đi kèm với nhau. Tức là một bệnh nhân bị viêm phế quản mạng thì ít nhiều cũng có khí phế thủng, và ngược lại bệnh nhân bị viêm phế thủng ít nhiều viêm quản mạng. Chúng ta phải nhớ, chúng ta phải biết cái điều này, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ giải thích được lý do tại sao trên bệnh nhân cái triệu chứng họ khác nhau. Tại sao triệu chứng của bệnh nhân này nó khác với triệu chứng của bệnh nhân kia? Chúng ta cũng không thể nói bệnh nhân là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, điều đó có nghĩa là ho khạc đàm và khó thở. Có những bệnh nhân ho khạc đàm rất là ít nhưng bệnh nhân khó thở là chính. Thế bệnh khó thở, có những bệnh nhân mà ho khạc đàm là chủ yếu mà khó thở là ít. Thế ta giải thích được hai cái yếu tố này. Thì cái tổn thương giải phẫu của nó thì nó tổn thương thứ nhất là tổn thương nằm ở đường dẫn khí. Cái đường dẫn khí nó dẫn đến là hiện tượng phì đại của các tuyến, phì đại của cơ trơn và đến hẹp lòng dẫn khí làm cho bệnh nhân khó thở và tăng tiết dịch nhầy làm cho ho khạc đàm kéo dài. Như vậy là những bệnh nhân mà có tổn thương dẫn khí là ưu thế, đó là viêm phế quản mạng, thì triệu chứng chính của người ta sẽ là triệu chứng ho khạc đàm kéo dài. Trong khi ở những bệnh nhân tổn thương của nhu mô phổi, tức là dẫn đến khí phế thủng, hiện tượng phình giãn của phế nang thì nó dẫn đến hiện tượng là khó thở là chính. Khó thở đợt khởi đầu người ta khó thở khi gắng sức, sau đó người ta sẽ khó thở nghỉ ngơi. Thành thử những bệnh nhân này ho khạc đàm người ta sẽ ít đi, mà triệu chứng chính của người ta là khó thở khi gắng sức. Ngoài ra nó còn có tổn thương của mạch máu phổi. Mạch máu phổi nó dẫn đến hiện tượng là tăng áp của mạch phổi, cuối cùng dẫn đến suy tim phải. Chúng ta coi cái hình ảnh giải phẫu bệnh lý. Ở đây là hình ảnh của cái viêm phế quản mạng so với lại một cái tổn thương giải phẫu của cái tiểu phế quản bình thường, nó tròn hàng nó mỏng. Ở đây thì cái tự tăng tiết hình tượng phì đại của các tuyến phù đề của niêm mạc phế quản, và nó gây làm méo mó, làm hẹp lòng phế quản, nó làm cho bệnh nhân ho khạc đàm và khó thở. Trong thứ hai là khi hiện tượng khí phế thủng nó phá hủy các thành vách của phế nang, phá hủy cái mối liên kết phế nang với cái thành phế quản. Như đó mà bệnh nhân sẽ bị ứ khí phổi và sập cái đường dẫn khí trong khi thì thở ra, làm cho người ta khó thở. Về sinh lý bệnh, nó cuối cùng người ta sẽ dẫn đến, cái bệnh này dẫn đến là hiện tượng giới hạn lưu lượng khí, dẫn đến hiện tượng ứ khí ở phổi và dẫn đến giảm trao đổi khí. Đối với ở phổi thì dẫn đến tăng áp lực mạch phổi, và cuối cùng nó có những ảnh hưởng toàn thân. Cái ảnh hưởng toàn thân này tôi xin phép để nói những bệnh lý đi kèm và tại sao những cơ chế của nó dẫn đến cái đó. Ở đây có sơ đồ về bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Không chỉ là khói thuốc lá, bởi vì người ta nhận thấy là khói thuốc lá, không phải là 100 bệnh nhân khói thuốc hút thuốc lá, điều đó có dẫn đến 80 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, không phải, chỉ khoảng 30% thôi. Cái điều này nó giải thích là còn do những yếu tố khác nữa, tức là những cái cơ địa bệnh nhân có thể có những yếu tố khuếch đại, có những ngoài là có sự tham gia yếu tố di truyền, hoặc là những cái stress oxy hóa nó dẫn đến là kích thích tế bào biểu mô và kích thích cái đại thực bào phế nang, từ đó là tham gia của hàng loạt cái phản ứng viêm, và cuối cùng nó dẫn đến là sơ hóa của dày của thành phế quản, phá hủy cái phế nang của khí phế thủng và tăng tiết chất nhầy trong viêm phế quản mạng. Đây là hình ảnh so sánh của cái phế quản bình thường với lại một cái phế quản bị viêm phế quản mạng của CBD. Thì thấy là cái thành phế quản của nó dày, niêm mạc của nó phù nề và tăng tiết ở trong lòng phế quản. Vậy cơ chế của giới hạn lưu lượng khí, những cái rất quan trọng. Đó là do nó không chỉ là những bệnh của đường dẫn khí nhỏ, không chỉ là những bệnh lý của đường dẫn khí nhỏ, mà nó còn có hiện tượng phá hủy nhu mô phổi trong khí phế thủng nữa.
Do lý do tại sao chúng ta sử dụng thuốc giãn phế quản mà đáp ứng của bệnh nhân không có, hay là đáp ứng của bệnh nhân rất là ít. Ta cũng lý giải được lý do tại sao mà chúng ta test giãn phế quản trong trường hợp này mà chúng ta gọi là test giãn phế quản không hồi phục. Đó là nó còn có sự tham gia của sự phá hủy của nhu mô phổi trong khi phế thống nữa. Thì cái bệnh của lý dẫn khí nhỏ do cái tự là viêm dẫn khí sơ hóa và tăng khá lượng dẫn khí, còn phá hủy nhu mô phổi dẫn đến mất cân bằng phế nang và giảm sự đàn hồi của phổi, và cuối cùng nó dẫn đến giới hạn lưu lượng khí. Đó là cái trong cái ý thứ hai trong phần định nghĩa của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà tôi trình bày với quý đồng nghiệp đó. Đối với tăng áp phổi, tăng áp phổi dường như là cái hậu quả cuối cùng, là cái biến chứng của một trong những cái biến chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ngoài cái hiện tượng là do giảm thông khí, do giảm trao đổi khí dẫn đến hiện tượng là thiếu oxy mãn tính gây ra co thắt mạch máu phổi, nó còn có hiện tượng viêm, nó dẫn đến là dày cái lớp cơ, tăng sinh nội mạc, sơ hóa và tắc mạch, từ đó dẫn đến là tăng áp nội mạch phổi, là tăng gánh nặng cho tâm thất phải, và cuối cùng nó dẫn đến tâm phế mạng. Và hậu quả của tâm phế mạng nó gây lâm sàng biểu hiện là phù, và cuối cùng đó là dẫn đến tử vong ở những bệnh nhân này. Như vậy thì đó là chúng ta đi qua về mặt cơ chế bệnh sinh, về mặt sinh lý bệnh của nó. Còn cái thực tế lâm sàng thì sao? Thực tế lâm sàng thì đây là những cái chúng ta đem áp dụng vào. Chúng ta thứ nhất là chúng ta cần nghĩ đến những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên những bệnh nhân có khó thở, có ho hay khạc đàm kéo dài và có tiền căn tiếp xúc với tố nguy cơ. Xin quý đồng nghiệp nhớ cái chỗ là và có tiền căn tiếp xúc, để chúng ta cố gắng để chẩn đoán sớm ra bệnh. Và cái tiêu chuẩn cần đoán là chúng ta đo hô hấp ký, là sau test giãn phế quản là chỉ số Geller là FEV1 trên FVC dưới 70% sau test giãn phế quản, để chúng ta để đi đến cái chẩn đoán. Vậy khi chúng ta đánh giá thì chúng ta đánh giá như cái gì? Chúng ta đánh giá là cái mức độ nặng của giới hạn lưu lượng khí. Đánh giá mức độ nặng này chúng ta dựa vào cái kết quả của đo hô hấp ký. Chúng ta đánh giá những yếu tố ảnh hưởng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, có một vài cái thang điểm để chúng ta đánh giá, tôi sẽ trình bày kế tiếp. Và đánh giá cái nguy cơ những cái biến cố ở trong tương lai, tức là những nguy cơ của những đợt kịch phát bệnh nhân sẽ xảy ra trong tương lai. Và đừng quên là tìm những bệnh đồng mắc cho bệnh nhân COPD, tìm và điều trị những bệnh lý này. Vậy thì chúng ta chẩn đoán COPD trên bất kỳ những bệnh nhân nào mà có cái triệu chứng khó thở, có ho khạc đàm kéo dài và có tiền căn tiếp xúc với tố nguy cơ, quan trọng nhất là hút thuốc lá hoặc nghề nghiệp ô nhiễm hoặc là ô nhiễm không khí. Và chúng ta từ đó chúng ta có chỉ định là đo phế dung khí để xác định chẩn đoán. Những cái triệu chứng cơ năng của những bệnh lý này thường âm ỉ. Những cái triệu chứng của nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào bốn cái nhóm yếu tố mà trên lâm sàng chúng tôi thường nghĩ tới đó. Thứ nhất đó, là bệnh nhân này thuộc vào cái nhóm nào, thuộc vào nhóm của viêm phế quản mạn ưu thế hay là thuộc vào nhóm của khí phế thống ưu thế. Nếu viêm phế quản mạn ưu thế thì thường thường triệu chứng của bệnh nhân sẽ là ho khạc đàm kéo dài. Nếu mà khí phế thống ưu thế thì triệu chứng của bệnh nhân sẽ là khó thở khi gắng sức. Cái thứ hai là tùy thuộc vào giai đoạn bệnh. Nếu giai đoạn đầu thì thường triệu chứng rất là ít, nhưng giai đoạn sau thì triệu chứng của nó nhiều hơn và có thể có xuất hiện những biến chứng. Cái thứ ba là tùy thuộc vào cái bệnh đồng mắc của bệnh nhân nữa. Ví dụ như là những bệnh nhân có bị kèm với lại bệnh phổi tắc, bệnh tim mạch chẳng hạn, bệnh tăng huyết áp hay là bệnh tim thiếu cục bộ, thì cái triệu chứng nó có thể nó đan xen vào làm cái triệu chứng của bệnh nhân nó trở nên nặng nề hơn và cái chất lượng cuộc sống bệnh nhân bị suy giảm nhiều hơn. Đây là hình ảnh của bệnh nhân bị viêm phế quản mạn ưu thế và đây là hình ảnh của bệnh nhân bị khí phế thống chiếm ưu thế. Thì ở đây người ta có một vài cái điểm để ta phân biệt viêm phế quản mạn. Thường là những bệnh nhân mập, da sậm mà trị ấm, trong khi mà khí phế thống là ưu thế. Trong khi viêm phế quản mạn thì triệu chứng chính của bệnh nhân đó là ho khạc đàm nhầy thường, nhầy nhiều, trong khi triệu chứng khí phế thống ưu thế gọi như là khó thở. Vậy thì cận lâm sàng để chẩn đoán chúng ta làm cái gì? Khi chúng ta nghi ngờ thì để chẩn đoán xác định thì chúng ta chẩn đoán dựa vào cái đo phế dung khí sau test giãn phế quản FEV1 trên FVC dưới 70% là chúng ta chẩn đoán có tắc nghẽn dẫn khí. Còn đối với X quang phổi nó giúp cái gì cho chúng ta chẩn đoán? Người ta nói là X quang phổi hiếm khi giúp chẩn đoán xác định. Tại sao vậy? Thì chúng ta như ta tôi phân tích với lại quý đồng nghiệp, đó là tổn thương giải phẫu của nó nằm ở hai vị trí. Thứ nhất là ở đường dẫn khí, thứ hai là ở phế nang. Ở đường dẫn khí tổn thương của nó là dày thành đường dẫn khí thì X quang không cho chúng ta nhìn thấy điều đó. Thứ hai, đối với khí phế thống. Khí phế thống thường chúng ta chỉ chẩn đoán được trên phim X quang khi mà bệnh nhân bị khí phế thống nặng thôi. Theo một cái thống kê người ta nhận thấy là đối với khí phế thống nhẹ thì 10% bác sĩ X quang lọc ra, 90% bác sĩ X quang lọc không ra. Đối với khí phế thống trung bình thì tỷ lệ nó là 50-50. Còn đối với khí phế thống nặng, ngay cả bệnh nhân bị khí phế thống nặng đi thì vẫn có 10% bác sĩ X quang đọc không ra được hình ảnh khí phế thống đó. Thế hình ảnh khí phế thống đó là cái gì? Đây là hình ảnh rất điển hình của khí phế thống. Khí phế thống đó là hình ảnh của hai cái phế trường của nó tăng sáng,
hai cái cơ hoành của nó hạ thấp, các xương sườn của nó khuynh hướng nằm ngang ha, và giảm nó mặt bạn mắc phổi. Đối với chụp viên nghiêng chúng ta thấy là có sự gia tăng cái khoảng sáng sau xương ức đó. Chính vì vậy đó, sáng hay tối, tối hay sáng, chính vì vậy chúng ta không thể là chê chắc được người ta tại sao người ta chẩn đoán không ra, đúng không ạ? Nó chỉ là cái hình ảnh của trắng và đen mà thôi. Rồi về nhấn mạnh đến cái vai trò của thăm dò chức năng hô hấp để chúng ta chẩn đoán, bởi vì đây là một trong cái ý mà chúng ta thấy là trong phần chẩn đoán, đó là cái tự giới hạn lưu lượng khí. Thì chúng ta thấy là có một cái hội chứng tắc nghẽn ha. Thì theo cái khuyến cáo của cái family doctor thì chúng ta nên tầm soát bằng phế dung hô hấp ký đối với bệnh nhân nào. Tức là những bệnh nhân mà, những người mà, những đối tượng có hút thuốc lá trên 10 gói năm, tuổi trên 35 và có triệu chứng ho, khạc đàm, khó thở ha. Thì chúng ta nên đo hô hấp ký cho những đối tượng này nha. Thì đây là hình ảnh của cái hô hấp ký của một cái người bình thường. Thì thế là người ta thấy lấy tỷ lệ FEV1 trên FVC nó nhỏ hơn 70%. Tại vì ở cái người bình thường, trong cái FEV1 tức là lưu lượng khí thở ra tối đa trong một giây đầu tiên, thì thường thường nó thở ra được khoảng chừng 80% cái lượng thể tích. Nếu mà người FVC là 5 lít thì FEV1 trong một giây đầu nó thở được 4 lít rồi. Và từ đó cái chỉ số FEV1 trên FVC nó là từ 0,8 cho đến nhiều hơn. Còn trong khi đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thường thường là trong cái dạng thở ra bệnh nhân sẽ bị ứ khí, do đó mà chỉ số FEV1 trên FVC nó sẽ giảm để ta hướng tới chẩn đoán tắc nghẽn. Một cái điểm mà nếu mà chúng ta không nhớ được cái con số thì chúng ta nhớ cái hình, nếu mà bệnh nhân đo cái hô hấp ký mà cái quay lưu thể tích này nó có hình ảnh lõm như thế này thì chúng ta nhớ đây là hình ảnh của tắc nghẽn nhân khí nha. Và chúng ta lúc đó ta coi lại các cái chỉ số để chúng ta đánh giá. Có rất nhiều cái chẩn đoán chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt trên lâm sàng đối với bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ví dụ như giả sử những bệnh nhân bị u thế là viêm quản mạng thì ta thấy là chẩn đoán phân biệt với những trường hợp bệnh nhân bị ho, khạc đàm kéo dài như là lao phổi, ung thư phế quản phổi, giãn phế quản, hen hay là những bệnh nhân bị bệnh lý hô hấp trên mạng tính ví dụ viêm xoang mạng vân vân. Thì còn đối với khi vết thủng là bệnh nhân có những khó thở khi gắng sức là cái triệu chứng chính, thì những cái chẩn đoán phân biệt chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với lại những trường hợp bệnh nhân bị suy tim, sung huyết hoặc là những bệnh nhân bị thiếu máu hoặc bệnh lý thần kinh cơ. Thì đây người ta quan trọng nhất là đối với tắc nghẽn nhân khí chúng ta phân biệt giữa bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với một bệnh lý hen. Thì thường thường bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là thường người ta khởi phát vào tuổi trung niên. À, cái thời gian, cái hồi mà tôi còn ngồi ghế nhà trường thì người ta nói là những bệnh nhân này thường khoảng 50 tuổi thì nó khởi phát của cái bệnh lý này. Nhưng mà sau này thì càng ngày về sau thì tuổi càng rút lại, 45 rồi đến 40 tuổi. Nhưng mà đối với hen thì thường thường khởi phát sớm và thường là lứa tuổi trẻ. À, và các triệu chứng của nó tiến triển và tiến triển chậm theo thời gian, trong khi là những chuyện hen thì triệu chứng của nó thay đổi từng ngày. Có những ngày bệnh nhân ho khò khè rất là nhiều, có những ngày bệnh nhân chẳng có triệu chứng gì cả. Đó là những đặc điểm của bệnh nhân bị hen. Và đối với COD thường bệnh nhân có tiền căn hút thuốc lá. Thế đối với hen thì thường triệu chứng gia tăng vào lúc nửa đêm về sáng, thường kèm với bệnh lý dị ứng như viêm mũi dị ứng, polyp mũi, chàm da, chúng ta nên tìm cái đó. Và bệnh nhân có thể có tiền căn gia đình có bệnh lý hen. Bây giờ chúng ta đi chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là chúng ta dựa vào là bệnh nhân có ho, khạc đàm kéo dài, có khó thở, trên bệnh nhân có yếu tố nguy cơ là hút thuốc lá hoặc tiếp xúc môi trường ô nhiễm. Thì ngoài cái x-quang phổi chúng ta loại trừ những bệnh lý khác rồi, chúng ta có thể đo hô hấp ký để chúng ta chứng minh là bệnh nhân này có cái giới hạn lưu lượng khí bằng chỉ số FEV1 trên FVC dưới 70% sau chẩn đoán phế quản. Thì kế tiếp chúng ta sẽ làm cái gì? Kế tiếp chúng ta sẽ đánh giá cái mức độ triệu chứng hiện tại của bệnh nhân, đánh giá và ta sẽ tìm cái độ nặng của nó theo hô hấp ký, tần suất những độ kịch phát và sự hiện diện của những bệnh đồng mắc. Chúng ta đánh giá cái mức độ ảnh hưởng của triệu chứng COPD thì chúng ta có một số cái công cụ để chúng ta chẩn đoán, để chúng ta đánh giá. Chúng ta có thể dùng cái test đánh giá về COPD gọi là CAT. Thì hoặc là chúng ta dùng cái bảng câu hỏi về COPD trên lâm sàng. Hoặc là chúng ta đánh giá thang điểm khó thở của cái hội đồng nghiên cứu y khoa của Anh có bổ sung. Đó là MMRC. Thì ở đây là cái trên thường thường chúng tôi hay dùng là cái sử dụng cái MMRC. Thì đây là cái bảng tương đối là nó khá là đơn giản, hỏi bệnh nhân và bệnh nhân stick vào là chúng ta ra kết quả thôi. Thì đây là dịch ra tiếng Việt. Không điểm á, thì là bệnh nhân chỉ có khó thở khi hoạt động gắng sức mà thôi. Cho đến độ 4 là bệnh nhân khó thở khi đi lại trong nhà, khi những sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân cũng đã khó thở rồi. Và chúng ta sẽ ra điểm, nó có 5 cái thang điểm ở đây. Đây là một cái bảng thứ hai là chúng ta sử dụng cái CAT. Thì cái bảng này tương đối khó hơn. Rồi cái bước thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá vì đánh giá cái độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo hô hấp ký. Theo hô hấp ký thì tiêu chuẩn của nó là có giới hạn lưu lượng khí là FEV1 trên FVC sau test giãn phế quản là dưới 70% rồi.
Bây giờ tùy vào cái FOV1 thì chúng ta xem giá, nếu nhẹ thì nó 80%, trung bình là 50-80, nặng là 30-50 và rất nặng là dưới 30% giá trị dự đoán. Đó là cái đánh giá thứ hai. Cái đánh giá thứ ba là đánh giá nguy cơ của những đợt kịch phát, thì chúng ta dựa vào cái gì? Nguy cơ chúng ta ngoài cái vấn đề là độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rồi, chúng ta đánh giá vào cái số lần đợt kịch phát trong năm trước đó. Nếu bệnh nhân có trên 2 đợt kịch phát trong năm trước đó, hoặc là bệnh nhân có 1 đợt kịch phát mà bệnh nhân phải nhập viện để điều trị, thì là bệnh nhân này thuộc cái nhóm nguy cơ cao. Đó, thì đây tổng hợp lại tất cả các đánh giá chúng ta sẽ ra được cái bảng này. Sẽ ra cái bảng này, thì để triển khai cái bảng này chúng ta sẽ đánh giá như thế nào? Thì tôi trình bày là đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá cái triệu chứng trước. Chúng ta có thể sử dụng cái CAT, hoặc là thường thường chúng tôi sử dụng cái MMRC, nó dễ đánh giá hơn. Và khi đó chúng ta thấy là nếu như mà cái MRC không một điểm thì bệnh nhân là thuộc nhóm A hay C. Còn nếu mà nó từ 2 điểm trở lên thì nhóm thuộc B hay D. Cái bước thứ hai là chúng ta đánh giá nguy cơ của đợt kịch phát, thì chúng ta dựa vào cái mức độ giới hạn lưu lượng khí theo thang điểm của Gold, tức là theo hô hấp ký, và chúng ta dựa vào cái bệnh nhân có từ 2 lần đợt kịch phát trong 1 năm trước đó, hoặc là bệnh nhân có 1 đợt kịch phát mà phải nhập viện trong năm trước đó, là bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao. Còn nếu bệnh nhân không có, hoặc bệnh nhân có 1 đợt kịch phát mà không phải nhập viện, thì bệnh nhân đó thuộc nhóm nguy cơ thấp. Đúng không? Và chúng ta graph vào thì chúng ta ra được 4 cái bảng ABCD. Đúng không? Đó là 4 cái ABCD. Vậy thì A là bệnh nhân ít triệu chứng, nguy cơ thấp. B là bệnh nhân có nhiều triệu chứng nhưng mà nguy cơ thấp. C là bệnh nhân ít triệu chứng, nguy cơ cao. Và D là bệnh nhân nhiều triệu chứng, nguy cơ cao. Thì với 4 cái nhóm này chúng ta sẽ sử dụng thuốc nó khác nhau. Đây, chúng ta sử dụng khác, thuốc nó khác như thế nào? Đây là cách các cái nhóm ABCD, đúng không ạ? Tí nữa chúng ta sẽ bàn về cách sử dụng thuốc trên 4 cái nhóm này. Bây giờ tôi nói đầu tiên tôi sẽ trình bày đến quý vị là các cái nguyên tắc để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Rồi sau đó chúng ta sẽ vô về cái điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ổn định. Đó là cái mà quý vị ở đây sẽ cần để mà quản lý bệnh nhân. Còn cái đợt cấp tôi nói rất là nhanh, rất là ngắn, rất là ít, bởi vì cái đó chủ yếu là nhận biết được tình trạng nặng, xử trí những bệnh lý nhẹ và biết thế nào cần trường hợp nào chuyển bệnh nhân đi, thế là xong. Điều trị COPD chúng ta nhớ là phải cá thể hóa điều trị. Cá thể hóa điều trị tức là tôi điều trị trên từng bệnh nhân, ta không phải gom tất cả bệnh nhân vào cùng một độ nặng ta điều trị. Như ban nãy tôi nói là chia vào 4 nhóm ABCD. Cái thứ hai, cá thể hóa thứ hai nó còn tùy thuộc vào cái gì? Nó còn tùy thuộc vào bệnh nhân đáp ứng với loại thuốc nào nữa. Có những bệnh nhân mà thích cái loại thuốc đó, còn những bệnh nhân thì lại không thích, mà chúng ta sẽ phải cá thể hóa vấn đề điều trị của bệnh nhân. Thứ hai là đừng quên những biện pháp điều trị không dùng thuốc. Những biện pháp này cực kỳ quan trọng. Đó là gì? Ngừng tiếp xúc với tố nguy cơ. Như vậy thì cái vấn đề việc tiếp xúc với lại khói thuốc lá hay là cái tố ô nhiễm trong môi trường và nghề nghiệp không chỉ giúp chẩn đoán mà còn giúp cho vấn đề điều trị nữa. Ngay cả bệnh nhân hen cũng vậy. Một trong những lý do tại sao người ta điều trị bệnh nhân mà bệnh nhân cứ bị tái phát hoài, đó là vấn đề không kiểm soát được tố nguy cơ. Đúng không ạ? Cái thứ hai là chủng ngừa cúm và tập phục hồi chức năng, đó là thành phần không dùng thuốc. Về ngưng hút thuốc lá, ngưng hút thuốc lá là vấn đề rất là lớn. Ở đây tôi lướt qua thôi, nếu mà chúng ta có cơ hội chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều về vấn đề ngưng hút thuốc lá. Thì đây là bởi vì nó là một yếu tố nguy cơ rất quan trọng của bệnh phổi tính, nên tôi phải nhấn mạnh ở đây đó là có ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu như một bệnh nhân bị đối với bệnh phổi tắc tính, nó chỉ có hai thành phần điều trị mà có hiệu quả nhất. Thứ nhất, bệnh dạng bệnh nhẹ, ngưng hút thuốc lá. Ngưng hút thuốc lá là ảnh hưởng đến diễn tiến của bệnh nhân, tức là khi mà chúng ta giảm cái tình trạng hút thuốc lá thì cái tốc độ suy giảm chức năng phổi của nó về gần như giống như bình thường. Thứ hai, bệnh nhân là giai đoạn cuối, thở oxy kéo dài. Nó chỉ có hai cái đó là chứng minh có hiệu quả thôi, còn tất cả những thuốc men điều trị khác nhằm cải thiện triệu chứng của bệnh nhân là chính. Và chúng ta đối với lại ngưng thuốc lá trong cái biện pháp điều trị thuốc thì chúng ta có thể điều trị thay thế bằng nicotine. Thì đây là cái sơ đồ cho thấy là cái hiệu quả của việc ngưng hút thuốc lá. Nếu như ở một bệnh nhân mà người ta vẫn tiếp tục hút thuốc lá, so với bệnh nhân mà ngưng thuốc lá thì tốc độ suy giảm của nó sẽ giảm đi so với là cái người mà đã ngưng á, thì nó 31,48 ml so với người mà người ta vẫn hút là 62,55 ml. Đây là cái vấn đề hút thuốc lá. Những nguyên tắc của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nữa là việc điều trị thuốc giúp cải thiện triệu chứng mà thôi, giúp bệnh nhân giảm tần suất mức độ nặng đợt kịch phát, giúp bệnh nhân cải thiện khả năng gắng sức và sức khỏe chung của bệnh nhân. Và tôi nhấn lại là chưa có cái thuốc nào giúp giảm cái tốc độ của bệnh nhân cả, chỉ có phát hiện sớm, ngừng hút thuốc lá nếu mà bệnh nhân hạn chế thở oxy kéo dài nha. Và đừng quên là vấn đề chủng vaccine chống cúm và phế cầu cho bệnh nhân. Và những cái thuốc điều trị cho bệnh nhân, cái vai trò thuốc giãn phế quản là thuốc chủ lực trong điều trị thuốc giãn phế quản, thuốc chủ lực. Thì những cái nhóm thuốc chúng ta có thể sử dụng đó là những thuốc đồng vận beta 2,
trong đó có nhóm thuốc tác dụng ngắn gọi là SABA, chúng ta nhớ, và tác dụng dài được gọi là LABA, và nhóm thuốc kháng cholinergic tác dụng ngắn gọi là SAMA và dài đó là LAMA, phải không ạ? Và cái dạng phối hợp vừa tác dụng vừa tác động vận beta 2 và vừa kháng cholinergic. Tại sao động vận tác dụng được? Bởi vì nó tác dụng đến hai cơ chế khác nhau, hai cái thụ cảm thể khác nhau. Một cái là đối với động vận beta 2 thì tác động lên thụ cảm thể beta 2 adrenergic, còn đối với thụ cảm thể adrenergic cholinergic đánh trên thụ cảm thể cholinergic. Và hai cái thuốc này khi chúng ta phối hợp nó sẽ cho hiệu quả cộng, có nghĩa là nó làm tăng hiệu quả giãn phế quản bệnh nhân và nó làm giảm được cái tác dụng phụ của thuốc. Ngoài ra nó còn có nhóm methylxanthin, chúng ta tôi sẽ trình bày cái nhóm methylxanthin này, vai trò của nó trong điều trị của phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta sử dụng corticoid phối hợp cả beta 2 agonist đồng với beta 2 với lại một cái kháng cholinergic và corticoid. Và chúng ta sử dụng corticoid đường toàn thân như thế nào và chất ức chế men phốt pho diastera 4 như thế nào. Đây là một số thuốc mà có lưu hành trên thị trường, đó là LAMA, đó là tiotropium, đây là thuốc kháng cholinergic, nó có một ngày bệnh nhân chỉ dùng có một lần thôi và nó tác dụng được 24 tiếng đồng hồ. Đó, đây là một cái thuốc chủ lực để chúng ta sẽ sử dụng đối với lại quý đồng nghiệp đây, nếu quý đồng nghiệp là điều trị bệnh nhân ở tại địa phương thì đây là thuốc chủ lực. Còn ở trên chúng tôi ở trên những bệnh viện thường là chúng tôi sử dụng thuốc dùng ngắn mà chúng tôi cắt cho nó ra. Còn về thì quý vị sẽ sử dụng những cái thuốc dùng dài như là LAMA hay là SABA nha, SABA. Đó. Ngoài ra chúng ta có những cái dạng mà phối hợp một cái LABA hit như là Seletide, có những đô là 25-45, 25-250, 250-250 hoặc là Symbicort. Đây thuốc giãn phế quản là thuốc chính trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta có thể dùng cho bệnh nhân như cái dạng là dùng khi cần thiết. Cái quan điểm của tôi là trong những cái trường hợp bệnh nhân hen, bệnh nhân COD, dùng thuốc tác dụng ngắn khi cần thiết, ví dụ như là chúng ta cho bệnh nhân cái Vantolin hit hay là Atrovan hit, đó là thuốc beta đồng vận beta 2 ngắn hoặc là thuốc kháng cholinergic ngắn, thì giống như quan điểm của tôi cho thuốc đó cũng giống như là chúng ta cho bệnh nhân dùng cái nitroglycerin ngậm dưới lưỡi đối với bệnh nhân bị bệnh đau thắt ngực vậy đó. Tức là khi bệnh nhân có triệu chứng khò khè khó thở, bệnh nhân phải hít cái đó, người ta có thời giờ ta đến với chúng ta, phải không ạ? Đó, thành thử ra nếu mà bệnh nhân có nhiều triệu chứng thì chúng ta tốt nhất là cấp cho bệnh nhân cái thuốc ngắn để bệnh nhân giữ trong người, và những khi ta có triệu chứng thì người ta dùng. Ngoài ra còn những thuốc tác dụng dài thì chúng ta sẽ sử dụng mà chúng ta ngừa những cái triệu chứng, thì lựa chọn thuốc cái tùy thuộc vào cái khả năng sẵn có ở địa phương. Ví dụ như ở địa phương chúng ta có sẵn thuốc gì, chúng ta có Vantolin, chúng ta có Atrovan, hay là chúng ta có Theophylline, chỉ có Theophylline thôi. Ví dụ giả sử ngày xưa chúng tôi mới ra trường chỉ có Theophylline mà thôi, không có gì khác, thì buộc lòng cũng phải dùng thôi, phải không ạ? Nhá. Và tùy thuộc vào sự đáp ứng của điều trị của bệnh nhân, có những bệnh nhân thường đa số ở đây các guideline khuyên chúng ta nên sử dụng những thuốc dùng dạng hít hay là dạng sông, mà thường ít khi nào dùng dạng uống. Trong khi cái nhóm Theophylline thì ta khuyến cáo là ta ít khi sử dụng. Nhưng có một số những bệnh nhân người ta khoái dùng Theophylline cơ, dùng tất cả thứ khác người ta không chịu, uống viên Theophylline là người ta đỡ liền. Thì đó tùy vào đáp ứng của từng bệnh nhân. Thì thuốc cái dùng dài á, trong cái điều trị như ban nãy tôi nói là tôi trình bày ở đây để cho quý đồng nghiệp ở tuyến trước là sử dụng, thì thuốc dùng dài nó thuận tiện hơn là người ta chỉ sử dụng có một lần hoặc là hai lần trong ngày thôi, người ta còn thời gian để người ta đi kiếm tiền nữa chứ, phải không ạ? Và nó hiệu quả hơn trong điều trị triệu chứng so với thuốc dùng ngắn thì dùng khi cần thôi, phải không ạ? Rồi thuốc dùng dài nó giúp giảm cái số lần kịch phát, giảm cải thiện triệu chứng và tình trạng sức khỏe chung của bệnh nhân, và chúng ta có thể phối hợp thuốc để giảm bớt cái tác dụng phụ của thuốc. Còn đối với corticoid thì sao? Corticoid thường là chúng ta sử dụng cho những bệnh nhân một FOV1 dưới 60% chỉ số dự đoán mà thôi. Nếu chúng ta đi coi cái tí chúng ta qua cái phác đồ thì chúng ta thấy là nó chỉ sử dụng ở những bệnh nhân nhóm C và nhóm D mà thôi. Ngoài ra corticoid nó vẫn có thể phối hợp với lại những cái thuốc tác dụng giãn phế quản khác để mà tăng cái hiệu quả của nó trong cái trường hợp mà bệnh nhân ở những dạng trung bình hay dạng nặng, hoặc là bệnh nhân có nhiều đợt kịch phát. Đừng quên chủng ngừa cúm, nhắc đi nhắc lại, và chủng ngừa phế cầu đối với bệnh nhân trên 65 tuổi hoặc là dưới 65 tuổi nhưng mà bệnh nhân có FOV1 dưới 40% dự đoán thì chủng ngừa phế cầu nha. Và đừng quên luyện tập phục hồi chức năng thở, đó là một là cái luyện tập phục hồi chức năng thở, đó là một cái chủ đề rất là lớn, nếu có cơ hội thì tôi sẽ ngồi nói chuyện lại với quý đồng nghiệp. Còn đây đội điều trị oxy ở đây, tôi nhấn cái chỗ điều trị oxy ở đây không phải là điều trị oxy ở bệnh viện. Điều trị oxy ở bệnh viện trong siêu hấp nó có những cách điều trị nó khác nhau, nhưng điều trị oxy ở đây là điều trị tại nhà, dài hạn tại nhà, thì khi mà bệnh nhân nó trả về
ở bệnh viện về rồi những bệnh nhân bị suy hấp mãn tính và bệnh nhân ở nhà ở điều trị theo dõi thì là quý vị theo dõi. Và thì cái chỉ định của nó là gì? Thứ nhất là chúng ta phải sử dụng ít nhất là 15 giờ mới có hiệu quả, 15 giờ trong một ngày mới có hiệu quả. Và đừng quên rằng những cái lúc mà người ta cần oxy nhiều nhất, cần oxy nhiều nhất là gì? Là lúc người ta ăn và lúc người ta đi vệ sinh. Thành thử là có nhiều bệnh nhân người ta ăn, người ta bỏ oxy ra người ta ăn, phải không ạ? Và người ta đi vệ sinh, người ta đi ra người ta lặn một cái, người ta vô tim ngắt luôn. Và cái tiêu chuẩn để mà thở oxy dài hạn tại nhà là gì? Là những bệnh nhân có PaO2 dưới 55 hay là độ bão hòa oxy dưới 88% lúc bệnh nhân thở không khí phòng mà lúc bệnh nhân nghỉ nhé. Chứ không phải người ta vừa mới chạy bộ xong rồi ta đã kẹt rồi nó dưới 80% cho có chỉ định điều trị oxy tại nhà đâu. Thứ hai là nếu mà bệnh nhân nó nằm trên cái giá trị đó nhưng mà bệnh nhân có đa hồng cầu hoặc là bệnh nhân có tâm phế thì chúng ta có chỉ định điều trị oxy tại nhà. Và cái liều lượng oxy như thế nào? Mỗi chúng ta cho có thể cho 1 lít, 1 lít rưỡi rồi sau đó chúng ta theo dõi tăng liều để đạt được cái liều oxy hiệu quả ở cái độ bão hòa oxy khoảng 88 đến 92% đó là đủ, không cần cho thở liều oxy được cao hơn. Rồi bây giờ chúng ta đi qua các vấn đề là điều trị oxy ổn định. Thì mục tiêu đây là cái vấn đề tôi muốn quý vị là hợp tác với chúng tôi. Thì quý vị kiểm soát cái điều này rất là tốt thì bệnh nhân là ít lên trên chúng tôi nhiều hơn. Chúng ta nhằm mục đích là cải thiện triệu chứng bằng cách là giảm triệu chứng, giảm khả năng kháng sức và cải thiện sức khỏe chung của bệnh nhân. Giảm nguy cơ tức là dự phòng bệnh nó tiến triển, dự phòng những điều kịch phát và giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Tránh yếu tố nguy cơ là ngưng hút thuốc lá, yếu tố môi trường này nói đi nói lại và nhấn mạnh cái chỗ này nè. Cái chỗ này là rất ít cái tài liệu mà người ta đề cập tới nhưng mà thực tế hàng ngày chúng tôi đụng đến cái vấn đề này là vấn đề dinh dưỡng, vấn đề nước điện giải, vấn đề táo bón, mất ngủ, tiểu khó bệnh nhân là vấn đề đau đầu với người bác sĩ luôn. Không, chúng ta thấy bệnh nhân lớn tuổi rồi, bệnh nhiều rồi, khó ngủ, bác sĩ cho tôi viên thuốc ngủ, cho uống viên thuốc ngủ sáng hôm sau chạy thấy mồ luôn, bởi vì bệnh nhân siêu hấp, ức chế tâm hấp, bệnh nhân ứ CO2 lên nữa, siêu hấp nữa. Vấn đề đó là những vấn đề rất là khó nha. Nếu mà cái những vấn đề này chúng tôi đã báo cáo ở bên mé bệnh viện có một cơ hội để báo cáo cái đó rồi. Đối với COPD thì cái thuốc chúng ta sẽ dùng đó là thuốc LABA hoặc LAMA và dùng đường hít nha. Còn những bệnh nhân mà có nguy cơ cao thì chúng ta phối hợp với corticoid, đó là những ý chính, tức là tôi điều trị tại nhà đối với bệnh nhân này là bệnh nhân không vào đợt kịch phát, đó là LABA hay là LAMA. Còn nếu mà bệnh và dùng là dùng đường hít và nếu bệnh nhân ở có nguy cơ cao thì chúng ta dùng corticoid thêm phối hợp. Không dùng corticoid đơn trị liệu nhé, tức là không chỉ cho bệnh nhân hít không corticoid được nhé. Và đối với lại cái thuốc ức chế phosphodiesterase thì chúng ta có thể cho những bệnh nhân mà có nhiều đợt kịch phát hoặc là bệnh nhân FFOB1 dưới 50%. Bây giờ chúng ta đi vô cụ thể đối với bệnh nhân nhóm A. Tất cả bệnh nhân này đều phải khuyên ngưng hút thuốc lá. Nên tập vận động đều đặn tùy theo cái tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nha. Và cái vấn đề là quan trọng nhất là phù hợp với tình trạng sức khỏe và đều đặn. Đó là hai yếu tố. Và cái tùy thuộc vào từng nơi chúng ta có thể cho bệnh nhân chủng ngừa cúm và phế cầu nếu có chỉ định. Đối với bệnh nhân BCD thì vấn đề ngoài vấn đề ngưng hút thuốc lá thì chúng ta phải có chương trình phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân nha. Rồi bây giờ đi qua cái điều trị COPD ổn định. Thì tùy vào thuộc nhóm, đối với nhóm A tức là triệu chứng ít, nguy cơ bệnh nhân vào đợt kịch phát ít, thì chúng ta có thể sử dụng hoặc là SAMA hoặc là SABA, tức là thuốc dùng ngắn khi bệnh nhân cần, bệnh nhân có triệu chứng là chúng ta cần dùng là được rồi. Còn nếu mà không bệnh nhân sử dụng cái này mà bệnh nhân vẫn còn than phiền, thì chúng ta có thể sử dụng LAMA hoặc là LABA, hoặc là chúng ta phải phối hợp với lại SABA hoặc SAMA. Nhưng một số ít bệnh nhân người ta thích theophylline thì chúng ta vẫn có thể cung cấp cho bệnh nhân theophylline được nhé. Đối với nhóm B cũng vậy, nhóm C cũng vậy, D cũng vậy. Thì cái phần này chắc tôi không cần phải nói chi tiết hơn, thì quý đồng nghiệp về coi trong tài liệu thì đã nói sẵn ra hết trơn rồi. Cái điều này đã đưa vô thành ra bốn cái khung thì chúng ta thấy gì? Đối với lại COPD mà nhóm A là dùng SAMA hay là SABA khi cần. Đối với nhóm B thì LABA hoặc là LAMA. Đối với nhóm C là phối hợp corticoid ICS, ta sử dụng với phối hợp với LABA hoặc là LAMA. Còn đối với nhóm D thì ICS cũng là LABA và hoặc là phối hợp chung với LAMA. Còn điều lựa chọn thay thế thì ngoài cái vấn đề như ban nãy tôi nói là những bệnh nhân này dùng khi cần thôi, thì đến chúng ta có thể là bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì lúc này chúng ta có thể đẩy lên một bước nữa là tôi dùng dài SAMA hoặc là LABA. Phải không ạ? Cái này tôi có trình bày trong tài liệu rồi.
cái quỹ đồng nghiệp để coi lại cái này để đỡ mất quỹ thời gian quỹ đồng nghiệp. Ở đây tôi lấy một cái tình huống lâm sàng ở trong cái family doctor. Tức là một bệnh nhân nam 56 tuổi, bệnh nhân được chẩn đoán là COPD cách đây 10 năm rồi. Rồi coi chừng hết giờ, báo tôi nhé, coi chừng tôi đi quá lố. Thấy cô coi đồng hồ. Bệnh nhân này khó thở khi đi bộ. Khi đi bộ người ta khó thở vài mét, một vài mét là người ta khó thở rồi. Bệnh nhân có tiền căn hút thuốc lá 70 gói năm và hiện tại bệnh nhân vẫn còn hút. Các bệnh đi kèm là bệnh nhân này tăng huyết áp đang điều trị bằng thuốc ức chế men chuyển. Khám thực thể có đi đạt phế nang giảm, tần số tim là 72 lần một phút, huyết áp là 135/90 và độ bão hòa oxy là 98% khi bệnh nhân thở oxy khí trời. Năm trước bệnh nhân có điều trị nhiễm trùng hô hấp một lần và được kê toa điều trị ngoại trú. Và tức là bệnh nhân có một đợt kịch phát đúng không? Và không phải nhập viện. Và cái chức năng hô hấp bệnh nhân đo là cái FEV1 là 57% chỉ số dự đoán. Thì bây giờ cái vấn đề người ta đặt hỏi là chúng ta lựa chọn gì để điều trị cho bệnh nhân này. Đó, lựa chọn gì? Thì bây giờ tôi để mất đỡ mất thời gian tôi đi luôn, tôi đi cùng với lại quý đồng nghiệp đi luôn nhé. Thì bây giờ thấy là bây giờ ta đi qua cái MMRC thì thấy là bệnh nhân đi nè, cái tình huống là bệnh nhân đi khó thở đi bộ vài mét là người ta đã khó thở rồi. Thì nếu mà MRC thì nó mấy điểm à? Mấy điểm à? 3 điểm. Nếu mà 3 điểm thì bệnh nhân này ít nhất là bệnh nhân này ở trong cái nhóm B hoặc là nhóm D đúng không ạ? Đúng không? Rồi, bây giờ cái thứ hai là ta đo dựa vào độ nặng của cái lưu lượng ký phế dung ký thì thấy là cái FEV1 là 57%. Chúng ta coi cái bảng này 57% thì thuộc nhóm nào à? Nhóm 2, phải không ạ? Vậy thì vô đây thế là rơi vào nhóm B. Phải không ạ? Mà nhóm B á thì điều trị là chúng ta có thể điều trị, chúng ta chọn ưu tiên là LAMA hoặc là LABA. Ha? Chúng ta có thể thay thế bằng LAMA và LABA phối hợp với nhau. Hoặc chúng ta có thể phối hợp nha, thêm với lại theophylline nữa. Phải không ạ? Đưa vào cái nhóm 4O thì chúng thấy là đây ta có LABA hoặc LAMA. Ha? Thay thế chúng ta LAMA phối hợp với lại LABA. Ha? Và hoặc là thay thế thì chúng ta SAMA tức là tác dụng ngắn. Ha? Hoặc phối hợp với lại theophylline. Đó. Bây giờ cái tình huống cũng bệnh nhân đó nhưng mà người ta nói là bệnh nhân năm trước có một đợt kịch phát cần phải nhập viện và bệnh nhân này đo FEV1 là 37% chỉ số dự đoán, hiểu không ạ? Thì chúng ta lại đi hỏi tiếp tục điều trị cho bệnh nhân này thì chúng MRC nó là số 3 rồi, đối với lại độ nặng hốp ký thì nó là thuộc nhóm gồm mấy, vậy thì bệnh nhân thuộc nhóm D. Bệnh nhân có hai, bây giờ hoặc là dựa vào nguy cơ, hoặc là bệnh nhân có số đợt kịch phát cần phải nhập viện. Cái nào cao nhất chúng ta lấy cái đó. Như vậy bệnh nhân này thuộc nhóm D, mà nhóm D thì lựa chọn thuốc người ta cho mình rồi. Mình cứ thế mà mình ra, thế là xong, phải không ạ? Đưa vào bốn nhóm thì thấy là nhóm D, chúng ta sử dụng, bắt đầu có chỉ định dùng ACS rồi. ACS, ha, rồi ta có quyết định dùng HIT rồi. Phối hợp với LABA hoặc là phối hợp với LAMA, phải không ạ? Và thay thế thì chúng ta có cái thuốc thay thế ở đây, ha, và lựa chọn thêm chúng ta có thể dùng cái Endocytosin phối hợp với Theophylline với Saba vân vân. Đó cái quý đồng viện đã có cái công cụ ở trong tay để chúng ta giải quyết vấn đề này. Đây là một cái sơ đồ mà người ta đưa ra, người ta cũng gợi ý cho mình, thì tôi cũng đưa ra đây để quý đồng viện tham khảo để coi có thể lựa chọn được cái cách nào và tùy theo của mỗi người. Giống như tôi nói rằng là điều trị phải điều trị theo tùy từng bệnh nhân, phải không ạ? Vậy thì chọn lựa thì cũng tùy vào quý đồng nghiệp chọn lựa luôn ha. Đây tôi đi chắc đi tắt qua cái này. Về cái đợt kịch phát. Đợt kịch phát đó, nó là một cái sự kiện cấp, nó là một cái diễn tiến tự nhiên nha. Chúng ta không nên quy kết là tại vì chúng ta điều bệnh nhân ta điều trị bệnh nhân dở có bệnh nhân vô đợt kịch phát, không phải, đó là một diễn tiến tự nhiên của bệnh. Cái mục đích của chúng ta là hạn chế đợt kịch phát thôi. Nó là một diễn tiến cấp tính, nó đặc trưng bởi gia tăng cái triệu chứng hô hấp bệnh nhân so với triệu chứng hàng ngày của bệnh nhân. Như vậy thì tiêu chuẩn nó là gì? Tiêu chuẩn là gì? Dựa vào cái định nghĩa này thì cái triệu chứng hàng ngày của ta là triệu chứng gì? Ho nhiều hơn, khò khè nhiều hơn, khó thở nhiều hơn, nặng ngực nhiều hơn, dùng thuốc không bớt thì nó là đợt kịch phát. Đó là tiêu chuẩn lâm sàng. Thì chúng ta chẩn đoán bệnh nhân vô đợt kịch phát. Và nguyên nhân thường gặp nhất là nhiễm CV hốp trên và nhiễm trùng khí phế quản. Và ta chẩn đoán gì vào lâm sàng. Mục tiêu cho điều trị là giảm số đợt kịch phát và ngăn ngừa cái đợt kịch phát về sau. Đợt kịch phát ta sử dụng là SABA và SAMA. Chúng ta thấy là ta chuyển từ cái tác dụng dài qua điều trị tích cực bằng thuốc dụng ngắn, để đánh ngay để bệnh nhân ra khỏi cơn. Và corticoid và kháng sinh chết rồi. Cái chỗ này bạn ấy vừa mới nói là đừng có dùng kháng sinh, hạn chế dùng kháng sinh, bây giờ lại vô dùng kháng sinh. Vậy thì kháng sinh dùng khi nào trong tình huống này? Chúng ta nói bởi là bệnh nhân lâm sàng, bệnh nhân bảo có sốt không? Chắc chắn mấy người này thường là người ta không sốt. Bệnh nhân lớn tuổi đâu có sốt.
Thứ hai nữa là bệnh nhân này bệnh lý mãn tính, từ từ đáp ứng sốt thì mình sẽ kém. Thứ ba là người ta dùng corticoid kéo dài, người ta đáp ứng thuốc cũng kém, đáp ứng sốt cũng kém, đúng không ạ? Thành thử rất là khó, phải không? Vậy thì dựa vào tiêu chuẩn có thâm nhiễm trên phim X quang để ta quyết định dùng kháng sinh cũng thua luôn. Bởi sao? Bởi vì cái thâm nhiễm nó có khi mà cái phế nang nó còn bình thường, bởi vì phế nang nó giãn ra rồi, nó có tích tụ đủ dịch để thấy rằng thâm nhiễm phim X quang đâu. Thành thử là khó. Vậy thì nếu chị nên nhớ là cái tiêu chuẩn, cái khuyến cáo là hạn chế sử dụng kháng sinh, chỉ dùng kháng sinh dùng trên những cái đối tượng đó là những bệnh nhân không có bệnh đi kèm. Đây là bệnh nhân có bệnh đi kèm, cho nên cái tiêu chuẩn sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân này sẽ khác đi. Chứ bệnh nhân có khó thở cộng với hoặc là người ta ho hoặc đàm nhiều hơn hoặc là thay đổi màu sắc của đàm là có chỉ định dùng kháng sinh. Ha? Bởi vì chỉ có sử dụng kháng sinh là nghiên cứu thấy là nó cải thiện được cái đợt cấp điều trị, đợt cấp ra nha. Trong cái đợt cấp chúng ta cố gắng là giảm bớt cái tác hại của đợt kịch phát, bởi vì nó có thể nó dẫn đến ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống, đến chức năng phổi, gia tăng chi phí điều trị, gia tăng nguy cơ tử vong và gia tăng giảm chức năng phổi. Thì những cái xét nghiệm, những cái này thì chắc quý đồng Việt coi thêm ở trong bài. Cái tiêu chuẩn nào khiến cho chúng ta buộc biết là bệnh nhân này là bệnh nặng, và chúng ta là ở những bệnh tiếp cận bệnh nhân, quản lý bệnh nhân ở tuyến trước, thì chúng ta biết là bệnh nhân nào mà vô đợt kịch phát nó nặng, đó là cái ta cần thiết. Đó là bệnh nhân khó thở lúc nghỉ ngơi, ngay cả lúc nghỉ ngơi người ta cũng khó thở. Hoặc là bệnh nhân có dấu hiệu xanh tím, hoặc tần số hấp trên 25 lần phút, tần số tim trên 110 lần phút, hoặc bệnh nhân sử dụng cơ hấp phụ gì, đó là như thế người ta có. Còn nếu không á, thì cái chỗ này thực sự là cái chỗ này cũng không phải là cái chỉ điểm mà nó quan trọng lắm. Bởi vì thực sự là những bệnh nhân đó thường người ta gầy gò, cái cơ còn là chỗ người ta vẫn còn nổi. Nhưng mà một cái quan trọng là gì? Đặt tay lên bụng bệnh nhân nè, lúc người ta thở ra cơ bụng người ta gồng. Đó là cái bệnh nhân, bởi vì những bệnh nhân này thường cái khó thở thì thở ra mới là quan trọng. Khi thử ứ khí của nó, đó là dấu hiệu để nghĩ đến bệnh nhân này có thể vô một đợt kịch phát nó nặng rồi đó nha. Và trong cái tình huống đó, nếu mà chúng ta ở địa phương, chúng ta ở tuyến trước, thì chúng ta nếu mà bệnh nhân có giảm oxy máu thì chúng ta cho bệnh nhân thở oxy để giữ oxy máu khoảng 88-92% mà thôi. Và thuốc chúng ta sẽ sử dụng thuốc dung ngắn ha, Saba, ví dụ như Vantolin, đó là gì ngắn, hoặc là Sama, tức là Achovan, hoặc là biệt dược phối hợp của nó, phối hợp một cái Ipratium Bromide, tức là cọt một kháng của Dexic với lại một cái Phenoteron, đó là Berodual, hoặc là Salbutamol với lại Ipratium Bromide, đó là Combivan. Chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc đó để chúng ta cắt cơn cái triệu chứng đó. Và có chỉ định sử dụng corticoid đường toàn thân. Trong khi đối với lại bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở ngoài đợt kịch phát ổn định, không có chỉ định corticoid đường toàn thân, tức là đường uống hay đường tiêm. Nhưng mà khi bệnh nhân vô đợt kịch phát thì là có chỉ định sử dụng corticoid đường toàn thân. Chúng ta thường là dùng prednisone, thường ngắn ngày thôi, 40mg một ngày, và chúng ta sử dụng trong 5 ngày là đủ. Và kháng sinh, nếu bệnh nhân có thay đổi đàm khạc thì đây kháng sinh ban nãy tôi kê trong, tôi có ghi trong cái bài rồi. Thì tiêu chuẩn nào buộc lòng phải cho bệnh nhân nhập viện, đó là gia tăng đáng kể cường độ của triệu chứng, bệnh nhân ho nhiều quá, khò khè nhiều quá, khó thở nhiều quá, nhất là chúng ta điều trị can thiệp đầu tiên bệnh nhân không xuống. Bệnh COD cơ bản nặng, ví dụ như là COD chúng ta độ gold đó là độ 3, độ 4, hay là phân nhóm bệnh nhân ở nhóm B, nhóm C hay nhóm D ha. Xuất hiện dấu hiệu mới, ví dụ bệnh nhân xanh tím, bệnh nhân phù chân, những dấu hiệu đó là chứng tỏ bệnh nhân nó nặng rồi đó nha. Không đáp ứng với điều trị ban đầu, dùng thuốc không ra nha. Có bệnh nhân có bệnh đồng mắc nặng, bệnh tăng huyết áp cao quá, bệnh nhân đái tháo đường ha, rồi bệnh nhân bị bệnh mạch vành ha, chúng ta nên cho bệnh nhân nhập viện. Và bệnh nhân có những đợt kịch phát thường xuyên, bệnh nhân lớn tuổi và đặc biệt là những bệnh nhân không có người thân trong gia đình để hỗ trợ nha, thì những trường hợp này có nguy cơ tử vong nó cao, chúng ta nên cho bệnh nhân nhập viện. Cái cuối cùng tôi muốn nhấn ở chỗ này, đó là những bệnh đồng mắc. Bệnh lý đồng mắc đây là một bệnh lý rất thường gặp đối với bệnh nhân COD, chúng ta thường bỏ sót và là lý do tại sao chúng ta điều trị thất bại, nó là chỗ này, đó là bệnh đồng mắc. Chúng ta không có phát hiện ra bệnh đồng mắc, chúng ta chẩn đoán nhầm với một cái đợt kịch phát COD, với lại một cái đợt suy tim cấp, một cái đợt nhồi máu cơ tim là do những bệnh đợt đồng mắc như vậy này. Thì đặc biệt những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay có bệnh đồng mắc, rất nhiều bệnh đồng mắc và nó ảnh hưởng đến tiên lượng nha. Và người ta khuyên rằng là nên phát hiện những bệnh đồng mắc này, và khi mà bệnh nhân có bệnh đồng mắc không ảnh hưởng đến điều trị COD, tức là điều trị sao cứ điều trị như vậy, phải không ạ? Và có điều đối với bệnh đồng mắc thì điều trị như là bệnh nhân không có COD, ta nói mình vậy.
Thực sự nói thôi, còn thực sự là có ảnh hưởng chứ. Rồi ví dụ như giả sử như là bệnh lý COPD mà có bệnh mạch vành chẳng hạn, bệnh tim số cục bộ chẳng hạn, phải không ạ? Chúng ta cho bệnh nhân sử dụng Ventolin đi, nó làm tăng nhịp tim lên, nguy cơ nhồi máu cơ tim chứ. Như vậy thì tôi phải chọn lựa cái thuốc nào đừng làm tăng nhịp tim. Thế là tôi chuyển qua nhóm khác của logic, như vậy nhịp tim bệnh nhân sẽ đỡ nhanh hơn, phải không ạ? Thì điều đó không thể nào nói là như là không có, phải không ạ? Nhưng mà nếu là guideline nói thì chúng ta phải chấp nhận theo guideline. Giống như là guideline nói, cô nói nhiễm trùng hô hấp trên hạn chế dùng kháng sinh, nghe đi. Chấp nhận, làm theo. Rồi, về cơ chế bệnh sinh, thực sự ra đến cái thời điểm này là, thưa quý đồng nghiệp, là đến thời điểm này bệnh sinh của bệnh phổi tắc mãn tính rất là phức tạp và người ta cũng không hiểu, có nhiều điểm ta vẫn chưa rõ. Cho nên người ta nghĩ là cái hiện tượng viêm hệ thống đó là cái yếu tố chính. Đối với phổi thì nó gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đối với lại tuyến tụy thì nó gây ra viêm tụy mạn, đối với lại cơ gây ra teo cơ, đối với lại xương nó gây loãng xương, đối với lại gan thì nó kích thích tổng hợp CRP và nó ảnh hưởng đến vấn đề, chúng ta biết là CRP nó là một yếu tố trị điểm nguy cơ tim mạch, đúng không? Và nó dẫn đến bệnh lý tim mạch nha. Và những bệnh lý đường mắt này nó làm cho cái triệu chứng của bệnh nhân có thể bị đan xen vào, làm rối. Ví dụ bệnh nhân khó thở khi gắng sức, chúng ta cứ nghĩ là COPD nhưng mà thực sự nó là suy tim, phải không ạ? Và nó gây ra bệnh nhân có những bệnh đồng mắt, thường nó đẩy bệnh nhân có nhiều đợt kịch phát hơn và bệnh nhân phải nhập viện nhiều hơn và tỷ lệ tử vong nó cũng cao hơn. Do đó vấn đề quan trọng nhớ tìm bệnh đồng mắt cho bệnh nhân. Thì những bệnh đồng mắt là gì? Quan trọng nhất là bệnh tim mạch. Đó là bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, rung nhĩ và tăng huyết áp. Đây là những bệnh lý rất thường đi kèm với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và chúng ta phải nên tìm và nên điều trị cho bệnh nhân. Thì cái cơ chế của nó đi qua cơ chế viêm cấp tính. Còn đối với viêm mạn tính thì người ta nghĩ là qua vai trò trung gian của các chất chỉ điểm viêm hệ thống, đó là CRP và TF-alpha, tức là yếu tố hoại tử u, tumor necrosis factors. Từ đó nó dẫn đến sơ vữa động mạch và dẫn đến bệnh tim số cục bộ và suy tim. Đây là cơ chế mà giải thích bệnh sinh, bệnh lý, bệnh phổi, bệnh tim mạch đi kèm với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đây là một cái cơ chế người ta cũng giải thích từ cái mối liên quan với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với lại những bệnh lý mạch vành. Thì ngoài ra ngoài vấn đề tim mạch ra nó còn cái gì khác, đó là loãng xương và những dạng lo lắng, những dạng trầm cảm. Và những vấn đề này nó ảnh hưởng đến cái vấn đề bệnh, thường ta hay bỏ sót vấn đề này, và những vấn đề này là nó ảnh hưởng đến tiên lượng xấu của bệnh nhân. Chúng ta cố gắng nên tìm và điều trị. Và ung thư phổi đó là một trong những nguyên nhân gây tử vong của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là những bệnh nhân ở giai đoạn sớm. Nhớ là trong giai đoạn sớm, những bệnh nhân ung thư phổi, xin lỗi, những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường người ta chết ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 của gôn, người ta chết vì cái gì? Chết vì ung thư phổi và người ta chết vì bệnh tim mạch. Còn ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 thường là người ta chết vì siêu hấp, vì nhiễm trùng hô hấp. Đó là cái nhiễm trùng nặng, đặc biệt nhiễm trùng hô hấp và rối loạn chuyển hóa nha. Những bệnh nhân bị đái tháo đường, rối loạn lipid máu nó có thể đi kèm với bệnh nhân COPD. Như vậy thì qua cái phần trình bày hôm nay, tôi muốn nhấn đến các quý đồng nghiệp, đây là đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cần nên đánh giá một cách toàn diện của bệnh nhân, không chỉ là mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dựa theo cái tiêu chuẩn hô hấp ký, mà chúng ta nên đánh giá vào cái chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến cái bệnh, ảnh hưởng đến cái thể trạng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân dựa vào cái thang điểm MMRC và dựa vào cái số lần bệnh nhân vào đợt kịch phát. Chúng ta nên cá thể hóa vấn đề điều trị, phân nhóm là bước đầu tiên, là cá thể hóa điều trị và trên từng bệnh nhân đáp ứng với từng loại thuốc khác nhau, chúng ta gia giảm thế nào, đó là hình thức cá thể hóa điều trị. Và tìm những bệnh đồng mắc, việc điều trị theo nhóm đã giúp cho chúng ta gì, ổn định được chất lượng cuộc sống và ngăn ngừa biến chứng, tiến triển của bệnh và ngăn ngừa tử vong, phải không ạ? Đó là cái phần trình bày và tôi muốn là quý đồng nghiệp nếu mà có thể thực hiện tốt, có thể là giảm bớt được cái số bệnh nhân mà người ta cần phải nhập viện để cho những bệnh viện tuyến trên. Và phần trình bày tôi đây là hết. Cảm ơn quý vị theo dõi. Có làm hô hấp ký cho tất cả bệnh nhân lớn tuổi hom hem? Dạ, trong các cái chống chỉ định, không có chống chỉ định lớn tuổi hay chống chỉ định hom hem. Thành thử ra tất cả những bệnh nhân này đều có thể đo hô hấp ký được. Tuy nhiên, nhân cái câu hỏi này thì tôi xin trả lời là những bệnh nhân mà chúng ta chẩn đoán thì những bệnh nhân đó thường là những ta chẩn đoán là bệnh nhân ra ngoài đợt kịch phát này chẩn đoán nhé. Tức là đo hô hấp ký. Trong đợt kịch phát có thể cái kết quả đo hô hấp ký đó sẽ làm sai lầm cái kết quả chúng ta, là sai lầm chẩn đoán. Bao lâu cần làm lại hô hấp ký? Thường chúng ta chỉ cần làm lại một lần. Và sau, nếu mà giả sử cái diễn tiến bệnh nhân điều trị tốt thì khoảng chừng 1 năm, 2 năm, 6 ta kiểm tra cũng được. Nhưng mà nếu mà tình trạng diễn tiến bệnh nhân có thể là cái nó xấu hơn thì ngoài vấn đề chúng ta đánh giá lại vấn đề điều trị, chúng ta cũng có thể kiểm tra lại chức năng hô hấp, thử coi cái tốc độ suy giảm chức năng phổi của bệnh nhân như thế nào để chúng ta có phác đồ điều trị thích hợp.
Cảm ơn. Xin có ai có câu hỏi khác không ạ? Thường thường khi mà báo cáo mà không ai hỏi gì á thì có hai vấn đề, một là tất cả cùng hiểu, hai là chẳng ai hiểu gì. Tôi nói đùa thôi. Quý đồng việc nào có ý kiến, có hỏi gì thắc mắc, bởi vì thực sự ra từ những cái thắc mắc của quý vị chúng tôi cũng học hỏi được nhiều lắm.